Vâng, xin chào tất cả các bạn xem kênh YouTube Phạm Văn Tuân. Rất vui mừng gặp lại các bạn. Và trong video này, ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái điều rất là quan trọng. Một căn nhà đẹp rồi thì các bạn phải có một đơn vị tư vấn thiết kế. Còn nếu các bạn để cho các bác thợ tự làm thì chúng ta sẽ xảy ra những cái điều nó lỗi rất là cơ bản. Thì trong video này mình chia sẻ các bạn những cái lỗi mà nó rất là cơ bản là các bác thợ xây tự xây. Thì các bạn quan sát cái cửa sổ này. Đây là cái cửa sổ này đúng không ạ? Với cửa sổ này thì các bạn nhìn trên bao giờ chúng ta phải có một cái lanh tô để chúng ta bao cái cửa sổ. Như ở đây thì các bác nhìn là các bác thợ là làm là không có cái lanh tô để bảo vệ cái cửa sổ này, là các bác xây trực tiếp, khi đặt khuôn cửa vào xây trực tiếp đè lên luôn. Thì các bạn nhìn đấy, đây nếu mà là một cái cửa sổ này thì không sao đâu ạ. Sau khi phát hiện được chủ nhà đã tìm hiểu và gọi điện cho đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green ấy, thì chúng tôi tư vấn là tất cả các cửa sau ấy bắt buộc phải có lanh tô. Nhưng nếu mà không có lanh tô thì sẽ dừng cái công trình lại, nếu mà chủ nhà phải yêu cầu với đội thợ xây như vậy. Thì sau khi cần cái tư vấn gọi điện cho đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì các bạn nhìn cái cửa tầng 2, cũng là cái ô cửa sổ này. Các bạn nhìn cái cửa sổ tầng 2 thì chúng ta đã có cái lanh tô phía trên này. Các bạn nhìn đấy, cái lanh tô bằng bê tông đã chắn ngang cái ô cửa sổ. Các bạn nhìn đấy, thì bạn camera thì zoom gần lại cho các bạn xem cái phần lanh tô của bạn, zoom gần lại đấy thì chúng ta sẽ phải có cái lanh tô như vậy. Nhưng mà sai lầm cực kỳ lớn ở các đội thợ xây là chúng ta nghĩ là cái gỗ lim này, các bạn nghĩ là cái gỗ lim này nó đầy 6 cm như này thì nghĩ là gỗ lim nó chắc chắn rồi nhá các bạn ấy. Các bạn cứ tưởng là đầy 6 cm nghĩ là chắc chắn rồi, không phải chắc chắn đâu. Sau này chúng ta cái cửa nó sẽ bị sệ xuống, nó ép cong cái kia. Những cái cửa sổ này nó nhỏ không sao, chúng ta đến cái cửa lớn hơn này. Đây các bạn nhìn, cái cửa này là cái cửa chính đi vào này. Các bạn nhìn này, cái cửa chính đi vào mà cái gỗ lim của chúng ta, cửa chính này thì cái phần khuôn bao lim này nó dày là 8 ly. Đây là 6 này, 8 này. Thì các bạn nhìn này, ở phần phía trên này cũng không có phần lanh tô rồi. Đấy, không có phần lanh tô bê tông cốt thép. Và thợ xây đã làm động tác là lấy một cái cây chống giữa này. Các bạn nhìn cái cây chống giữa đây. Đấy, chúng ta nhìn cây chống giữa này. Đây là một điều rất là sai lầm cơ bản của các bác thợ xây. Đấy, nếu mà chủ nhà không thuê đơn vị tư vấn thiết kế thì đây là cái sai lầm rất là nguy hiểm. Để các bạn công trình xây xong thì cửa nó sẽ bị nén, nó ép xuống thì nó tạo ra chúng ta sẽ bị gãy cái không gian cửa này. Đấy là rất là nguy hiểm nếu mà các bạn không chú ý. Đợi, phải có lanh tô ở đây thì chúng ta